tại thủ đô Viêng Chăn, Đại sứ quán Australia tại Lào đã tổ chức lễ kỷ niệm 232 năm Ngày Quốc khánh Australia. Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Australia tại Lào, John Bernard Casco và Bộ trưởng Bộ Công Thương Khemmani Phonsena dự buổi lễ. Trong bài diễn văn của mình, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Australia tại Lào, John Bernard Casco nhấn mạnh ý nghĩa của Ngày Quốc khánh Australia là một ngày đặc biệt vì ngày này đánh dấu sự khởi đầu của một giai đoạn mới trong lịch sử của nhà nước Australia. Đại sứ khẳng định người dân Lào và Australia luôn dành tình cảm đặc biệt cho nhau. Với những nỗ lực chung, hai nước đang tiếp tục làm sâu sắc thêm mối quan hệ hợp tác chiến lược trên tất cả các lĩnh vực. Nhờ đó, sự hợp tác hành động giữa hai nước trong lĩnh vực chính trị, kinh tế thương mại, khoa học kỹ thuật và giao lưu nhân dân cũng có những bước phát triển toàn diện. Cũng tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Công Thương Khemmani Phonsena thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đã gửi lời chia buồn về vụ cháy rừng nghiêm trọng tại Australia. Tôi rất buồn khi nghe được những vụ cháy rừng liên tục trong nhiều ngày qua và hậu quả tàn phá nghiêm trọng của nó trên nhiều vùng ở Australia. Xin gửi lời của tôi tới các đơn vị cứu hộ và những người sẵn sàng bất chấp nguy hiểm tính mạng để giúp đỡ cộng đồng đang gặp nạn. Tôi gửi lời chia buồn và lời cầu nguyện đến tất cả người dân Australia trong thời điểm khó khăn này.